Chào các bạn, xin được giới thiệu, mình tên Học. Nếu bạn nào hay online trên mạng tìm dữ liệu về đồ họa, các dữ liệu về quản trị hành chính, các bài học tiếng Anh, tiếng Trung, thậm chí là kế toán, nhân sự, thì sẽ rất dễ bắt gặp các bài học do mình biên soạn, số lượng khá là nhiều. Nhiều đến mức mà các bạn hay nhầm tưởng mình là giáo viên ngôn ngữ hoặc là nhà biên soạn sách, nhưng thực ra mình là một kỹ thuật viên, một kỹ sư khuôn, tooling engineer. Công việc của mình là bản vẽ các hoạt động chế tác công cụ, dần dần. Các bạn ít biết công việc cụ thể của mình, bởi vì là do là một phần là do chính sách bảo mật thông tin do mình đã ký với khách hàng bên Adidas trước kia hay Nike bây giờ, thì từ trước tới giờ mình đã không chia sẻ các nội dung công việc cụ thể của mình cho các bạn biết. Vì vậy nên là các bạn chỉ biết mình thông qua các cái bài học về ngôn ngữ trên mạng xã hội mà thôi. Và kể từ hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm một kỹ năng đồ họa mới nữa, đó là về kỹ thuật thiết kế vật thể 2D và 3D dựa trên chương trình Rhinoceros 4.0. Đây là các cái bài học do mình biên dựng dựa trên một số cái dữ liệu đấy từ Internet và các học liệu do cá nhân mình tự sưu tầm được, chứ hoàn toàn không có sử dụng các cái nội dung của công việc. Các bạn lưu ý nha. Về nội dung bài học thì chúng ta sẽ đi tiến hành giải quyết vẽ một số cái bài tập hình học cơ bản trước. Như các bạn xem ở đây thì có rất là nhiều cái hình thể 3D ha, từ những cái hình thể rất là đơn giản, những cái kết cấu khá là đơn giản, cho đến những cái hình thể có cái kết cấu phức tạp hơn, nhưng mà trong cái phạm vi của cái bài học mà mình muốn ứng dụng cho các bạn nằm ở mức độ cơ bản nhất. Các bạn, các cái bài học này do mình dựng khá lâu lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới có cơ hội chia sẻ để cho các bạn nắm vững các cái thao tác, các cái lệnh trên Rhino trước khi thiết kế các cái kết cấu phức tạp. Hy vọng là sự đóng góp của mình sẽ có ích cho các bạn, cho cộng đồng mạng. Và một cái lưu ý dành cho các bạn, đó là đây là video tạo ra hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận, phi chính trị, cho nên là rất hy vọng quý vị khán giả tôn trọng cái tinh thần này, không dùng với mục đích kinh doanh hay là tư lợi cá nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn một lần nữa đã xem video và subscribe channel của mình nhé. Bye bye.